Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình. Thì Văn Khánh cũng đã lên cho anh em một số trận đấu đấy của Cúp Liên Đoàn cũng như là Bundesliga. Bundesliga hôm nay thì có khá là nhiều cái trận đấu đấy sẽ diễn ra vào lúc rạng sáng 2:30 sẽ có 4 trận Bayer Leverkusen với lại Bochum, Angers với lại Gladbach hay là Facebook với lại Frankfurt. Cái trận Facebook với Frankfurt này cũng khá là hay anh em nhé. Thì nếu mà còn thời gian rảnh thì Khánh sẽ làm cho em cái trận đấu này giữa Facebook và Frankfurt, và một trận đấu nữa là trận với giữa Bayern với lại Berlin. Trận này cũng rất hấp dẫn. Đấy thì cái video này Khánh sẽ tiếp tục làm cho anh em trận đấu tứ kết tiếp theo của Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, đó là trận đấu giữa Osasuna gặp Sevilla anh em nhé. Thì nếu những cái trận đấu của Bundesliga anh em muốn đầu tư mà Khánh không làm được cho anh em, đấy không lên được để cho anh em có thể tham khảo, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Khánh, kể cả những trận đấu Khánh làm anh em nhé. Những cái trận đấu này thì anh em, kể cả những trận đấu Khánh làm ấy, thì anh em chỉ nên lấy những cái mã kèo để tham khảo thôi. Còn Khánh không khuyến khích anh em lấy những mã kèo trên YouTube để đi đầu tư. Đấy, anh em có thể liên hệ trực tiếp với Khánh qua Zalo cũng như Telegram để Khánh để hỗ trợ anh em những cái mã kèo ở trong những trận đấu đấy. Ok, quay trở lại cái video này. Đấy, trận đấu giữa Osasuna gặp Sevilla sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày mai. Osasuna sẽ chấp 0.25 anh em nhé. Thì đây, anh em có thể xem đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội. Với cái đội hình này thì sẽ nói về đội Osasuna trước đi. Osasuna hôm nay sẽ thiếu cho mình hai con hàng, đó là Vidal và Pena do chấn thương anh em nhé. Một số con hàng đáng chú ý bên phía của Osasuna đó là David Garcia. Cái đội bóng này rất là nhiều Garcia anh em nhé, thì anh em cần phân biệt. Đây, ngay bên cạnh là Unai Garcia. Đấy, đây là Ruben Garcia và còn một con hàng rất là đáng chú ý nữa là Kike Garcia. Đấy, thì đây là con hàng đáng chú ý đầu tiên, đó là con hàng hậu vệ David Garcia. Tiếp theo là con hàng Avila. Một con hàng cực kỳ đáng chú ý và ở trong giải La Liga, con hàng này cũng đang là con hàng ghi bàn số 1 bên phía của Osasuna anh em nhé. Con hàng Ozot này cũng là một con hàng cực kỳ đáng chú ý. Đấy, và Gomez hiện tại thì mình chưa thấy ghi tên ở đây. Đây mình sẽ cho anh em xem con hàng đấy. Đây con hàng Kike Garcia đây anh em nhé, con hàng cực kỳ đáng chú ý đấy. Anh em chờ mình một chút, mình sẽ tìm cho anh em con hàng Gomez. Mình vừa nhìn nó ở đây xong. Đây, Moy Gomez anh em nhé, hàng số 16. Đấy, đá vị trí tiền vệ. Đấy, thì mình chưa thấy ghi tên ở trên cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội. Đây. Thì chúng ta vẫn còn đó là Avila, vẫn còn đó là Ruben Garcia và David Garcia. Và Aymar Ozot. Thì đây cũng là một cái đội hình rất là mạnh ở bên phía của Osasuna rồi. Với độ tuổi trung bình là 27,1 tuổi. Còn bên phía của Sevilla, đấy, Sevilla thì chúng ta có thể đá với đội hình 3-4-2-1. Đấy, đá cao nhất trên hàng công của họ sẽ là con hàng số 15 Nesi. Con hàng số 15 này thì hiện tại thôi anh em nhé, ở cái giải đấu này thì đang là con hàng ghi bàn nhiều nhất bên phía của Sevilla ở cái giải này thôi anh em nhé, giải Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha này thôi. Còn về La Liga thì con hàng này khá là ít được ra sân. Một số con hàng đáng chú ý bên phía của Sevilla thì sẽ có Gudli, thì mình hiện tại chưa thấy ghi. Đây Gudeli, một con hàng khá là đáng chú ý rồi nhá. Đấy, đá ở vị trí hậu vệ. Torres cũng là một con hàng cực kỳ đáng chú ý nhưng mà hiện tại mình cũng chưa thấy ghi tên ở đây. Và có cả Acuna nữa.
đội hình của Sevilla mình đây, mình sẽ cho anh em xem những con hàng đấy ở ở trên đây. Đây anh em nhá, Messi con hàng đấy. Đây, Oliver Torres anh em nhá. Một con hàng cực kỳ đáng chú ý bên phía của Sevilla. Acuna nữa, Acuna thì đá ở vị trí hậu vệ. Acuna. Đây, con hàng Marcus Acuna anh em nhá, đá vị trí hậu vệ số 19. Quốc tịch Argentina này. Tiếp theo là con hàng Gudeli. Gudeli mình vừa chỉ cho anh em rồi. Thì đấy, đấy là một số con hàng. Đây con hàng Lamlema này, Eric Lamlema này cũng là một con hàng cực kỳ đáng chú ý bên phía của Sevilla. Cả con hàng Mi nữa. Mia. Đây, Rafa Mia anh em nhé. Đá vị trí tiền đạo. Thì đều không thấy ghi tên ở trên cái sơ đồ ra sân dự kiến này. Về phía đây, về nếu mà xét chỉ xét trong cái giải đấu này thôi, giải cúp nhà vua Tây Ban Nha thôi, thì con hàng số 15 này đang là con hàng đáng chú ý nhất, một pha lưới. Tiếp theo là con hàng Avaz, Avaz Carlos Avaz, thì mình cũng chưa thấy ghi tên ở đây đấy. Jordan, Juan Jordan. Đây, Juan Jordan số 8 đang có cho mình được một bảng. Acuna cũng đã ra sân và có cho mình được 3 đường kiến tạo. Navas cũng đang thi đấu khá là nổi bật. Chưa thấy ghi tên ở đây. Không biết là Sevilla hôm nay nếu cái ra sân với cái đội hình như thế này thì là chiến thuật như thế nào đây? Hay họ đang giấu bài? Mình sẽ thông tin cho anh em về cái những cái trận đối đầu giữa hai đội. 6 trận đối đầu gần nhất. Thì Sevilla giành chiến thắng 4 trận anh em nhé. Và hòa 1 trận. Và Osasuna chỉ giành chiến thắng 1 trận thôi. Cái trận gần nhất thì Osasuna giành chiến thắng trên sân nhà của mình ở La Liga với từ hôm 12 tháng 8 đấy, với tỷ số 2-1 trên sân nhà của Osasuna. Đấy, đấy là cái thắng chiến thắng duy nhất của Osasuna trong 6 lần gặp đối đầu. 6 lần đối đầu Osasuna chỉ có mình cho mình 4 bàn thắng. Đấy, bên phía Sevilla thì có cho mình tới 9 bàn thắng. Và hai đội đều có rất là nhiều thẻ anh em nhé. Bên phía Osasuna là 15 thẻ và 1 thẻ đỏ. Bên phía của Sevilla thì là 12 thẻ vàng. Đấy, mình sẽ cho anh em xem cái thành tích thi đấu của hai đội. Hiện tại hai đội đều đang đá khá là đều chân. Đấy, anh em thể xem. Hai đội đều với chỉ thua một trận thôi. Osasuna thì thua Real Sociedad ở La Liga. Còn Sevilla thì để thua Girona trên sân nhà, Girona với tỷ số 2-1 cũng ở La Liga. Những trận thua cũng khá lâu rồi. Đấy, từ hôm 31 tháng 12, đây là từ hôm 14 tháng 1. Còn lại là họ đều có những chuỗi trận thắng, chuỗi trận bất bại, hòa và thắng thôi anh em ạ. Đấy. Ok, thì với những thông tin như vậy thì anh em nên đi vào những mã kèo nào trong cái trận đấu này? Hiện tại đấy, Osasuna với lợi thế sân nhà đang chấp 0.25 anh em nhé. Và có kèo chấp ngược cho Sevilla. Thực ra thì cái mùa giải này ở La Liga thì Sevilla đã không được thực sự thành công. Nên mình nghĩ là Osasuna sẽ được đánh giá nhỉnh hơn một chút thôi. Đấy, hai đội thực ra nếu mà cái kèo đẹp nhất là kèo đồng bạch. Đấy. Và tài xỉu trong trận này sẽ là 2.0. Ngoài ra còn rất là nhiều mức tài xỉu khác để cho anh em thể sự lựa chọn. Nếu mà 2.0 thì anh em có thể lựa chọn cái kèo xỉu 2.25 này. Nó sẽ hợp lý hơn ở trong cái trận đấu này. Nếu tài xỉu 0 thì anh em rất dễ hòa. Đấy, rất dễ hòa. Cái kèo đẹp nhất ở trong cái trận đấu này thì để mình xem hai đội trận sau sẽ gặp nhau, gặp ở đâu. Gặp đội bóng nào ở La Liga. Thì 29 tháng 1 Osasuna sẽ gặp Atletico Madrid anh em nhé. Hôm 29 tháng 1, Atletico Madrid mình nhớ không nhầm, hình như đang đứng ở vị trí thứ 3 hay thứ 4 gì đó trên bảng xếp hạng của La Liga. Đây là sẽ là một cái trận đấu khó khăn cho Osasuna. Còn Sevilla họ chỉ phải gặp con hàng Enche, con hàng đang đứng ở vị trí
Hình như là mình sẽ xem lại cái bảng xếp hạng Sevilla một chút. Đây, Atletico Madrid đang đứng ở vị trí thứ tư anh em nhé. Và Elche đang đứng ở cuối. Đúng rồi. Mình nhớ đèn đỏ nhưng mà mình không nhớ là vị trí nào. Đấy. Thì với việc tâm lý của Sevilla sẽ thoải mái hơn. Thì mình đang thiên về một cái tỷ số hòa. Tỷ số hòa. Một đều. Và hai đội sẽ dắt tay nhau vào loạt đá luân lưu. Luân lưu hoặc là hiệp phụ. Thì với tỷ số hòa một đều thì anh em có thể đấy tự lựa chọn cho mình những cái mã kèo để cho anh có thể đi được. Mã kèo hòa hiện tại đang ăn 2.05 này. Và kèo châu Âu này hiện tại đang ăn 2.05. Anh em có thể nghĩ đến cái mã kèo này. Nhà cái đang đánh giá cho Osasuna có tỷ số tỷ lệ chiến thắng cao hơn khi mà mức ăn chỉ là 1.44. Đấy, anh em có thể đầu tư vào mã kèo châu Âu hòa này. Và đầu tư cho mình một cái xỉu anh em nhé. Một cái xỉu. Đấy. Cũng có thể là anh em có thể đầu tư nhẹ cái kèo cả đội ghi bàn và tỷ số hòa một đều. Tỷ số hòa một đều hiện tại đang ăn 5.8. Anh em đầu tư 1 triệu sẽ ăn 5.8 anh em nhé. Đấy. Còn về góc và thẻ thì anh em nên đánh góc cho Osasuna. Cả hiệp 1 và cả trận. Đấy. Với lợi thế sân nhà và hai đội bóng khá là xem nhau thì anh em nên đầu tư góc cho Osasuna. Đấy, và cái kèo đáng đầu tư nhất trong cái trận đấu này là kèo thẻ anh em nhé. Thì hiện tại vẫn chưa có kèo thẻ. Đấy, anh em có, mình nghĩ là kèo thẻ trận này sẽ rơi vào tầm 4.5. Anh em có thể nghĩ đến cho mình một cái tài thẻ. Một cái tài thẻ và có thể đánh thẻ cho Osasuna ở hiệp 1 và toàn trận. Đấy. Ok, thì đấy là tất cả những cái mã kèo mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em ở cái trận đấu của cúp nhà vua Tây Ban Nha giữa Osasuna và Sevilla sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày mai anh em nhé. Thì nếu mà anh em muốn, đấy hôm nay còn rất là nhiều những cái trận đấu của La Liga nữa, của Bundesliga nữa, cũng như là các trận đấu của giải Hà Lan. Thì nếu mà và cả cúp liên đoàn cũng như là cúp nhà vua. Thì nếu mà anh em muốn đầu tư ở những cái trận đấu mà mình không lên video, kể cả là những trận đấu mình làm video, anh em muốn nhận được những mã kèo chốt của mình và mình trực tiếp đầu tư thì anh em có thể liên hệ với mình qua Zalo cũng như Telegram anh em nhé. Để mình có thể hỗ trợ anh em đấy, một cái sân chơi uy tín như thế này. Mình lấy cái đấy, cả một cái kênh của mình như vậy. Đấy, mình có thể lấy ra đảm bảo cho anh em là cái trang này nó cực kỳ uy tín anh em nhé. Anh em liên hệ với mình. Mình sẽ nói những cái thiếu sót của trang. Còn chắc chắn là sẽ có thiếu sót rồi. Nhưng nó cực kỳ uy tín anh em nhé. Anh em có thể đầu tư vào đây giống như mình. Trong tài khoản này của mình lúc nào ít nhất thì cũng phải có tầm trên 30 triệu. Còn đỉnh điểm những cái thời điểm mà World Cup thì có khi lên cả tỷ. Thì anh em hoàn toàn yên tâm về những cái vấn đề nạp rút hay là những cái vấn đề uy tín của trang. Ngoài ra thì nếu mà anh em tham gia cái sân chơi này thì Khánh còn hỗ trợ anh em thêm một cái nhóm nữa để anh em có thể nhận được những cái mã kèo mà không cần vào xem YouTube để tham khảo quá nhiều. Đấy, những cái mã kèo mà Khánh trực tiếp đầu tư cũng như là những cái mã kèo Khánh nghĩ là thơm nhất trong cái trận đấu đó. Ok, thì có lẽ là Khánh xin kết thúc cái video này đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.